Không biết là có quý vị nào nhận ra không? Nó lấp ló nè. Hơi khói thì lúc nào cũng nghi ngút kìa. Tại vì cách đây khoảng 3 năm trước á, cô ta có quay và chia sẻ giới thiệu đến với toàn thể quý vị một lần rồi. Nhưng mà cô ta nghĩ rằng chừng ấy thời gian á, cũng chỉ còn một số ít khán giả xem Phu Tha cho đến tận bây giờ thôi. Có rất là nhiều lý do. Đây quý vị nhìn cái nồi ha. Nước ở đây thì có màu đen, ở trong thì có lòng á chị ha. Lòng khoa lấu. Ngày chị bán 40 năm rồi. Dạ, 40 năm. Dạ, hình như 3 đời đúng không? Dạ, em cũng nhớ mẹ mày vậy đó. Cái này là chắc là bột gạo hả chị ha? Hủ tiếu á. Sợi hủ tiếu mà dạ, nhưng... ta không có chạy qua máy. Nó để nguyên miếng mình tự mình cắt ra. Dạ. Nhưng mà bột gạo hay hay bột gì chị? Không, nó giống, nó là hủ tiếu thôi. Hủ tiếu hả? Hủ tiếu mì, hủ tiếu. Đây có thể là sợi hủ tiếu to nhất từ trước tới giờ quý vị nhìn thấy luôn phải không? Xin chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV sáng ngày hôm nay nha. Quý vị thân mến, tiếp tục chương trình ẩm thực quý vị ơi. Sáng hôm nay Phu Tha với quý vị lại đi ăn hủ tiếu. Đây là một trong những chuỗi series về hủ tiếu quý vị hả? Nhưng mà lại là một hủ tiếu khác quý vị ơi. Không phải là hủ tiếu hải sản, hủ tiếu Nam Vang hay là hủ tiếu Bầu Viên, mà hôm nay mình đang ăn hủ tiếu Hồ của người Triều Châu. Đây là một món mà cô ta nghĩ cũng ít người bán á. Không biết ngoài hủ tiếu Hồ, hủ tiếu hải sản, hủ tiếu Nam Vang thì còn có hủ tiếu nào nữa không? Thì nếu mà quý vị nào mà biết á, thì có thể comment ở phía dưới nha. Đây nãy cô ta vừa đi ngang qua bến xe Chợ Lớn nè, đi thẳng đến đây là đường Phạm Đình Hồ, sau đó mình rẽ phải. Đường này như đường một chiều nè. Ẩm thực Việt Nam đúng là phong phú và đa dạng quý vị hả? Chỉ có cái tên hủ tiếu không thôi đó mà có quá trời loại hủ tiếu luôn. Bây giờ cô ta ăn cũng nhiều loại hủ tiếu rồi đó, mà cái hủ tiếu Hồ này là ít người bán rồi quý vị ạ. Đây quý vị ơi, phía sau lưng của Phu Tha này, ở địa chỉ là 138 nha, Phạm Đình Hồ, quận 6. Không biết là có quý vị nào nhận ra không? Nó lấp ló nè. Hơi khói thì lúc nào cũng nghi ngút kìa. Tại vì cách đây khoảng 3 năm trước Phu Tha có quay và chia sẻ giới thiệu đến với toàn thể quý vị một lần rồi. Nhưng mà Phu Tha nghĩ rằng chừng ấy thời gian á, cũng chỉ còn một số ít khán giả xem Phu Tha cho đến tận bây giờ thôi. Có rất là nhiều lý do. Một là có thể là do cái nội dung của Phu Tha không còn hấp dẫn nữa. Thứ hai nữa là bữa nay có rất là nhiều trang mạng giải trí quý vị ạ. Nên nhiều cô chú anh chị mà có thể là xem của Phu Tha ngày xưa bây giờ không còn xem nữa. Thì cái lượng khán giả bây giờ là cái lượng khán giả mới. Nên hôm nay một phần lý do như vậy mà cô ta cũng qua quay lại quán này. Cô ta hỏi chơi vậy thôi, xem thử có ai biết quán này hay không, có ai còn nhớ hay không thôi. Chứ thật ra cùng lắm là chỉ có một hoặc hai khán giả nhớ quán này thôi. Rồi bây giờ xin mời quý vị cùng với cô ta đi vào xem hủ tiếu Hồ nha. Đây quý vị, quán khá là gọn gàng sạch sẽ nha. 3 năm trước thì cô ta quay hình như giá là 25-30 gì, chắc này cũng lên rồi. Cái nồi nước dùng quý vị hả, hơi khói lúc nào cũng bốc nghi ngút. Qua này Phu Tha nhớ không nhầm là chắc cũng ba mấy 40 năm rồi quý vị. Để mượn cái ghế nói chuyện gì chút xíu. Cho mượn ghế. Chắc là phải quay nhanh cho mấy chị bán. Đây. Em chào chị nha. Nãy giá mình bán sao được? Giá bình thường là 30. 30 tôi có bao tử luôn đầy đủ mới là 40. Dạ. Tôi có bao tử là tôi đặc biệt. Xưa em quay hình như là 25 hay 30 gì á. 25 là lâu rồi em. Dạ lâu lắm. Đúng rồi. Để sau đó em quay chắc 3 năm mấy. 28 là gần đây nè, gần đây Tết là chị mới lên 30 thôi. Dạ. Yeah. 3 năm trước chắc khoảng giá 25. Đây quý vị nhìn cái nồi ha. Nước ở đây đúng thì rồi, có đúng. Màu đen, ở trong thì có lòng á chị ha. Đúng rồi. Lòng. Khoa lấu. Ngày chị bán 40 năm rồi. Dạ, 40 năm. Ba mẹ để lại. Dạ, hình như 3 đời đúng không? Dạ, em cũng nhớ mẹ mày vậy đó. Cái này bình thường, rất bình thường.
ai ăn bình thường là 30. Tô 30 bán chạy nhất là người xèo dưới chuyên mình bán. Dạ, đơn giản vậy thôi hả chị hả? Tô 30 là bán nhiều nhất, còn 40 ít rồi. Khách yêu cầu để bán 40. Để xem cái sợi hủ tiếu của chị. Cái sợi hủ tiếu ở đây giống như là, nhìn sơ qua giống như là bánh ướt đó quý vị. Nó to, các bạn nó to. Thông thường quý vị nghĩ hủ tiếu là cái sợi dai dai đúng không? Hoặc là cái sợi cùng lắm là giống như sợi phở. Nhưng mà không nha, ở đây hủ tiếu Hồ thì cái sợi hủ tiếu nó, cái bạn nó to. Bạn nó to giống như là bánh ướt vậy đó. Để khách mua mang về. Đây là như mình bán tới chiều luôn phải không chị? Trưa chiều. Yeah. 6 giờ sáng tới 3 giờ rưỡi. Nên quý vị thích giờ nào thì mình qua đây nha. Sáng cũng được, mình ăn sáng cũng được, mà ăn trưa cũng được. Này chị bỏ bịch đó. Tí nữa khách đến mua mang về bán cho nhanh. Này là chắc là bột gạo hả chị hả? À, hủ tiếu, sợi hủ tiếu mà dạ, nhưng... không có chạy qua máy, nó để nguyên miếng mình tự mình cắt ra. Dạ. Nhưng mà bột gạo hay hay bột gì chị? Không, nó giống nó là hủ tiếu thôi. Hủ tiếu hả? Hủ tiếu mình, hủ tiếu. Dạ. Có điều mình đặt riêng của người ta thôi. À, cái này mình đặt riêng hả? Hủ tiếu thôi, đặt riêng nó chán mỏng một chút. Đó. Dạ. Ý là cũng thành phần giống hủ tiếu vậy thôi, cho nên người ta kêu nó bằng hủ tiếu. Dạ. Chứ nó không phải bún gạo đâu. Xong chị làm cho em tô bình thường luôn nha. Là 30 hả chị ạ? Đúng rồi, đây chị rồi. Dạ, cảm ơn. Các bạn đang ở bên đây đi ha. Dạ. Đây quý vị ạ, mời quý vị thưởng thức tô hủ tiếu Hồ nha. Đây có thể là sợi hủ tiếu to nhất từ trước tới giờ quý vị nhìn thấy luôn phải không? Cái này là chị đặt riêng cho, đặt riêng người ta làm quý vị. Đây nước màu đen nè. Mời quý vị nha. Cái vị thì giống như vị thuốc bắc này quý vị. Nhưng mà ít dầu mỡ. Này quý vị nào mà lần đầu tiên ăn á thì chắc chắn là sẽ khó ăn, nhưng mà đã ăn được rồi á, quen rồi á thì sẽ ghiền luôn á.
sợ hủ tiếu mềm, ăn không ngán. Có một viên này nè, giống mọc vậy mà nó trắng hơn. Huyết ngon ghê cho nè. Huyết láng ghê à. Cái này huyết heo quý vị nhá. Thơm. Nóng. Hú linh. Ruột có việc, nên gọi chung là ruột. Phèo. Nóng quá quý vị ạ. Cái này quý vị phải ăn từ từ nha, không thể nào ăn nhanh được. Tại nóng. Những cái ruột này làm phải quan trọng quý vị nha. Phải làm sao cho nó không có mùi vậy. Quan trọng lắm nè. Rồi quý vị ơi, chúng ta vừa mới thưởng thức xong tô hủ tiếu Hồ nha. Thì quý vị nào mà mình thích trải nghiệm thì mình đến ở địa chỉ là 138 đường Phạm Đình Hồ, phường 2, quận 6. Quán bán từ lúc 6 giờ cho đến 3 giờ rưỡi chiều quý vị nha. Và là quý vị đến ngay góc Phạm Đình Hồ với lại Hồng Bàng á. Nhìn vào xéo xéo vào chút xíu thôi, nhưng mà đi ngược chiều á. Thì ở đây cái hương vị ăn nó lạ miệng quý vị ạ. Hương vị thuốc bắc. Cái nước thì nó màu đen nhưng mà nó không có nhiều dầu mỡ. Đặc biệt là cái sợi hủ tiếu to, mềm, nước tầm đà. Lòng phèo thì không có mùi nha. Ăn ngon, ok. 30.000 một tô. Còn nếu như quý vị nào mà có đã từng đến rồi á thì có thể comment ý kiến của quý vị phía bên dưới nha. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Vina TV. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.